có nhiêu lợi nhiêu xả nhiêu, không thiếu nợ của đàn na tính thí, biết không? Mình là người cư sĩ, mình làm ăn mình tu giải thoát, không ai thiếu nợ. Còn người xuất gia ở chùa ăn cơm nè, áo mặc nè, thuốc men của người ta nuôi, cái chùa cũng lấy tiền của người ta cất mình ở. Yeah. Đức Phật lớn, thầy nói là thời này là Đức Phật lớn cho bự, chùa cho cao, bối rối đó. Phật lớn, chùa cao bối rối, thời kỳ nó chi đầu nó khiến người làm vậy để hưởng thụ. Ông đệ tử ở trong cái nhà, trong cái chỗ ở thì quạt máy nè, máy lạnh nè, nằm nệm êm nè. Còn ông Phật đó đứng ra ngoài sân phơi nắng tối ngày, đệ tử thì ở trong nhà mát. Dạ đúng rồi. Rồi ông Phật thì phơi nắng tối ngày, dắt 12 trưa ra gọi ông Phật khẩn tay luôn. Đệ tử thì ở trong mát mà ông Phật mà nắng phơi bóng tay vậy có tội không? Dạ đúng. Ông Phật mà đem ra mà nắng, hồi xưa người ta cất chùa để chánh điện thờ Phật, nhang đèn cúng dường, chứ đâu phải đem Phật mà sân. Mà cái thời này mặc pháp đem Phật mà sân phơi nắng rồi. Nó ở trong phòng lạnh, nó mắc máy lạnh đủ ngủ, mà ông Phật có mình nắng chưa gờ phỏng tay đó, mưa xuống ướt nhẹp cái chân, nó ở trong nhà đệ tử là làm ông thầy bắt ông Phật ngồi giữ cửa canh chùa cho nó ngủ đó. Có giờ thầy nói mặc pháp lắm. Con xin gửi lời chào ông Sáu ạ. Dạ thưa ông Sáu, ngày hôm nay cũng nhờ có đủ nhân duyên con được gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông Sáu. Con cũng hy vọng rằng sẽ được ông Sáu chia sẻ về cái cách thức hành đạo mà Đức Thầy dạy đệ tử con trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ được ông Sáu nhắc lại cũng như là nhắc lại những lời vàng ngọc của Đức Thầy để cho quý vị Phật tử gần xa trong và ngoài nước được nghe và được hiểu ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cách hành đạo mà con trong thời kỳ mạt pháp này chúng tu gấp rút của người tín đồ Phật giáo hảo để mà dự hội hôm qua. Chúng thầy muốn dạy cho hai pháp môn, tức là từ xưa nay đạo Phật phân làm hai hạng người, hạng tại gia và hạng xuất gia. Hạng tại gia là những thiện nam tín nữ chưa hoàn toàn ly khai với gia đình bè bạn quê hương ở tại nhà, giữ điều giới luật để sự tánh trong lòng là cũng tiến lên người được giải thoát. Còn hạng nhà xuất gia là hạng nhà sư ni cô hoặc hạng nhà tu sĩ độc thân, không cần vào chùa mà ở nơi nào cũng được. Mình tu theo cái giới hạnh xuất gia, tức là mình ở cắt đứt ái dục. Ái dục là lòng yêu mến tràn ngập mà Đức Phật có nói trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, dâm tâm bất trừ trần lao bất xích, đại ý bộ kinh này, nếu ai còn lòng dâm dục và quả trong chùa nhà sư khởi tâm dâm dục là không bao giờ ra khỏi hồng trần. Mà muốn tu giải thoát thì mình Đức Thầy dạy có hai pháp môn: thiền tức là tu theo giải thoát, mà thiền tức là gì? Thiền tức là ngoại quan hình, ngoài cái phía trước mình đã sáu căn không nhiễm sắc trần, nhãn nhĩ tỳ thân ý không dính vào sắc trần, ngoại quan hình là phía ngoài, bất chấp không dính vào tâm, nội quan cảnh là bên trong lòng mình không khởi lên một niệm gì hết, đó là bất chấp quyền hình. Nội quan cảnh tâm vô kỳ, không chứa một vật, không có tham sân si ái ố, một không chảy một ý niệm, đó là tu theo tối thượng thừa thiền. Tức là cái tâm mình không dính mắc vào cảnh thế gian mà tâm không khởi niệm, đó là thiền. Chứ không phải ngầu chéo quẩy mà cái tâm mình phóng đi Sài Gòn, đi chợ, đi này kia, đó không phải là thiền. Mà thiền phải thiền bằng cái tâm. Tâm mình không khởi niệm, đó là trở về cái vô vi là không thiền. Là cái tâm vắng lặng, không còn dính vào một cảnh vật nào, không dùng âm thanh gì, ngôn ngữ nào tả được. Chỗ này là kêu là vô vi pháp. Cái đạo vô vi của Phật ăn cần, noi theo thế chí ca ngày dứt. Là thiền trở về cái vắng lặng, thanh tịnh, không móng niệm. Chứ không phải thiền mà ngầu chéo quẩy. Thiền nghĩa là cái tâm trở lại thanh tịnh bản đó, đó là tối thượng thừa thiền. Giờ người ta đi làm tất cả cái gì mà không khởi niệm, đó là thiền. Không phải ngồi chứ ngoại là thiền. Thì là ngoại quan hình bất chấp về hình, nội quan cảnh tâm vô kỳ, là đó là người Như Lai tối thượng thừa thiền. Thiền của bậc giác ngộ cao nhất trong cái đạo Phật. Còn cái mà thiền ngồi chứ ngoại mà cái tâm mình vọng hoài ngàn năm cũng không thành gì hết. Cái là cái tướng thiền mà tâm không thiền. Còn đây là Phật nói ở nhà Như Lai, tức là mình phải phóng tâm từ bi. Cái tâm này nó thâu nhiếp vào, muốn hiểu cái nhà Như Lai là cái tâm từ bi. Từ bi hỷ xả bốn đức của chư Phật. Muốn ở nhà Phật phải có từ bi hỷ xả như Phật vậy. Và khởi tâm thanh tịnh, không khởi vọng niệm, đó là trở lại là vào tâm Phật, ở nhà Phật mới là con Phật. Còn cái tâm mình là cạo đầu, mặc áo nhà sư vào chùa, trong tâm mình móng vọng ra thì việc thế gian này kia hoài là dọc tu ngàn năm cũng không thành chi hết. Dòng mình ở đó trong mình đồng một cái trò nhỏ, mình độc thân đi, mình tu thanh tịnh đi, mình không móng niệm, đó là người xuất gia rồi, không phải cao đầu mới là người xuất gia.
sức là ra khỏi tam giới, gia là nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình không còn đắm nhiễm ái dục, sân si, ái ố hỷ nộ, đó là người xuất gia. Chứ không phải mang áo xuất gia, cạo đầu là xuất gia. Sức là lìa bỏ cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tâm không còn dính mắc một cảnh giới nào, đó gọi là vào cảnh giới niết bàn diệu tâm. Dạ, dạ thưa, bàn diệu tâm. Dạ thưa ông Sáu, thì vừa rồi con có nghe ông Sáu nhắc đến là khi mà mình ngồi thiền thì sẽ giữ cho tâm thanh tịnh, không được phóng ra những cái suy nghĩ khác. Tuy nhiên có nhiều quý vị Phật tử ông Sáu, trong cái lúc ngồi thiền thì lại thấy là giống như là mình tỏ hào quang, hoặc là thấy được cảnh Phật, hoặc là thấy hoặc giả là thấy Phật đứng trước mặt mình. Tuy nhiên như vậy thì có sao hay không ông Sáu? Hy vọng rằng ông Sáu giải cho quý vị khán giả cũng như là quý vị Phật tử gần xa được biết rồi. Cái mà mình ngồi thiền á mà thấy cái hiện tướng khởi ra gọi là ma hiện. Nó làm cái hiện tướng á, mình mừng, mình khởi tâm lên là mình mất cái tâm thiền rồi. Nó khởi mình thấy hình Phật hiện ra, mình mừng cũng là khởi tâm là mất thiền rồi. Nó dụ mình cho đi lạc cái thiền. Thiền đó là nó không khởi vọng niệm, không khởi một cái hình bóng, nó trở về thanh tịnh bản tâm, là ông chủ của cái thân này, gọi là gắn tìm được cái chủ nhân ông, còn ẩn ánh trong dòng thanh chúng kẻ mê tâm, nghe qua phong phủng, hãy tri tầm thì mở tánh linh, lòng ngộ thì chẳng đợi nhiều kinh, trở lại bổn lai là bổn tâm mình, diệu ngục là thấy được cái tâm mình là Phật. Nếu chúng sanh nào ta là Phật đã thành, đây là lời của Phật Thích Di Đà nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu ai lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Đó, dứt được nó ấy là giải thoát. Mình còn ái ấu hỷ nộ thất tình lục dục thì không bao giờ giải thoát. Mình tu chỗ này là phải cắt đứt danh lợi tình. Đó, ái gì? Ái là yêu, hà là sông. Cái lòng ái yêu mình nó tràn ngập với sông với biển, mình tác cộng sông mê, ái hà chấm dứt là chúng nghiệp mình tan, là mình tướng ân đã trọn hết còn tội căn. Hôm nay ông nhập tự làm tăng, trước sau thì cắt thiện căn vẫn đồng. Nếu người được mà cái ái bể ái hào trong tâm tắt đứt được rồi thì cái núi nghiệp mình nó như hòn núi tan mất hết. Thế mình lặng tâm rồi là núi nghiệp tan, tội tiêu hết thì mới dứt đầu cổ căn. Nay mình trả được cái ân tứ ân của cha mẹ sanh đẻ mình ra, đó là người tu thiền. Là cái pháp môn thầy dạy tu rất nhanh rất gọn, giàu ở đâu cũng là khỏi cần gì Tây Phương. Nếu mình ở tại ta bà này, cái tâm thanh tịnh thì cũng như cực lạc, không có buồn vui gì chứ. Ngày tâm mình an nhiên mà cực lạc nó nét mạng rồi. Yeah. Còn cái tâm mình ở thế gian mà tâm mình sầu khổ và cái tâm địa ngục, đó tâm thanh tịnh là nét bàn, khỏi cầu về Tây Phương, ở đây cũng là nét bàn. Yeah. Tâm mình luôn, đó là rồi thầy dạy. Dạ, thưa ông Sáu, ngoài ra ông Sáu thì con thấy được là có rất là nhiều quý vị Phật tử cũng như là nhiều quý vị khán giả ông Sáu thì trong cái cảnh đời này tự cảm thấy mình là người khổ. Nhưng mà làm sao để hết khổ? Hy vọng rằng ông Sáu có thể chỉ dẫn đường để mà quý vị còn biết đường đi ạ. Cũng như mình tu mình thấy mình khổ là mình biết chưa bất kỳ biết cách tu. Dạ. Thầy nói trong tứ đế là khổ đế, tập đế và diệt đế, là tứ khổ của bốn nguyên nhân khổ đế tập đế, sanh già bệnh chết. Mà mình thấy nhận cái thân này là cái thân giả tứ đại cha mẹ ban cho, là sanh tứ đại thân giả hợp. Có thân thì phải đau, phải bệnh mới chết, đó là cái giả thân. Mà trong cái thân này có cái linh hồn gọi là chân thân, cái thân bất diệt bất sanh là kim cang bất hoại, hoặc là như lai tánh, như lai tạng, đó là ông chủ của cái thân này. Mà mình trở lại thanh tịnh là trở lại như lai, như lai là như như bất động, không đến không đi, không sanh trong việc vĩnh viễn trường tồn, đó là bản tâm thanh tịnh của mỗi chúng sanh, ai cũng có như Phật vậy. Như lai ứng cúng chánh biến thi minh hưởng túc thiện thể thí nhân giải vô thượng trượng phu thiên nhân như Phật Thế Tôn, là trong 10 danh hiệu của người thành quả Phật. Ai cũng có bản tánh như Phật, như Phật vậy. Như Lai không phải ông Phật có, mà như mình không có. Mình thanh tịnh mình là Như Lai, bất sanh bất diệt, như như bất động là Bồ Đề, là Niết Bàn, là Di Diệu, là Như Lai rồi. Cái đâu phải cần mà về cõi Phật mới là Như Lai. Mà như như bất động tâm không sinh diệt, đó là bản tâm chân tâm thanh tịnh. Dầu thân này chết cũng không sao, 10 lần chết cũng mình cũng không bao giờ sợ. Đó là trở về tu mà hiểu cái chủ nhà, hiểu cái thân mình, hiểu cái gì là chết, cái gì không chết. Trong cái giả này phải chết, còn cái thật không bao giờ chết. Người tu như bỏ áo, không có gì về khó khăn. Hiểu đạo là không bao giờ sợ chết. Người tu không bao giờ sợ chết. Người hiểu rồi mình không bao giờ tu mà chết. Chết cái giả còn cái thật, cái đó mới người hiểu đạo. Còn người không hiểu, người ta sợ, người ta đau, người ta bệnh, ra bác sĩ cái thôi giờ
bỏ ăn cơm đi, ăn mặn để chích thuốc cho sống, mà sống mà không có đạo, mất đạo rồi sống để làm gì? Sống rồi thân này mất, mất đạo rồi bị đọa địa ngục, trâu lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Thà bỏ thân giả đạo này mà mình được chứng nhập vào bản tánh thanh tịnh của Như Lai của Đức Phật, làm con của Phật, đệ tử Phật, ở nhà Phật, ăn cơm Phật, không còn sanh tử luân hồi nữa, cái nào quý hơn? Làm con Phật là làm con bác sĩ, nếu mình nghe lời bác sĩ là làm đệ tử bác sĩ là thầy mình rồi, mình bỏ đạo theo bác sĩ. Còn mình theo Phật là mình là con Phật, không phải là con của bác sĩ nha. Đồng đạo phải nhớ chỗ này cho rõ, nhưng tu không sợ chết nha. Dạ, dạ thưa ông Sáu, ngoài ra thì con thường được nghe nhắc nhiều đến cái gọi là hai chữ gọi là tánh biết. Tuy nhiên con không hiểu nghĩa của nó là gì và làm cách gì để nhận biết được nó. Hy vọng rằng ông Sáu có thể chỉ dạy giúp con ạ. Đây nè, tôi để nói về nội bộ trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lúc Đức Phật hỏi A Nan, dạ, 7 lần hỏi anh này A Nan, cái tâm ở đâu? Nhờ ông cho tôi biết. Cái A Nan nói tâm ở ngoài. Cái Đức Phật hỏi A Nan, vậy cái tâm ở ngoài thì thấy lỗ mũi không? Thấy mắt không? Thấy miệng không? Thấy lỗ tai không? A Nan lắc đầu, không thấy. Rồi Đức Phật hỏi lần hai, vậy A Nan tâm ở trong trái tim. Rồi Phật hỏi vậy trái tâm ở trong bụng ông, thấy cái trái tim ông, bao tử ông, ruột ông, gan ông, sao không thấy? A Nan cũng lắc đầu, bi lỗi rồi, trong ngoài đều không thấy hết, vậy nên sao nói trong nó ngoài không đúng. Cái thật Phật phải quánh cái chuông, quánh cái bon lên. A Nan nghe không? A Nan là dạ nghe. Cái nghe đó là cái Như Lai tánh, Như Lai tạng nằm ở trong cái thân ông, mà khi ông còn sống á thì nó nằm ở trong thân ông, nó nghe thấy, chạy ra mắt thì thấy, nó qua lỗ tai thì nghe, qua cái lưỡi thì nếm, qua thân thì đau, đụng đến đau, thân thì ham sướng sướng, ý chí phận cao nó nổi rồi nằm lục căn, nằm trong sáu căn, rồi nó qua mặt nó thức là cái ý phân biệt, rồi mặt na ai là thức là cái chủ cái thân này, gọi là ai lại vậy cho thức, mà lên cái tánh ai lại thơ thức là cái kêu là cái chân tâm thường trụ đó, mà mình bỏ cái hết cái qua sáu căn đừng nhiễm sáu trần làm chứng cho bản tâm thanh tịnh đó, mình mới hiểu là mình người tu tìm được ông chủ của mình. Còn mình chạy theo hồi giận hồi buồn hồi vui hồi ái ố chạy theo khóc lóc là mình chưa nhận được cái nào là thật cái nào là giả trong thân mình. Tôi hỏi quý ông á, cái bóng đèn bể điện còn không? Bóng đèn bể là cái bóng hư, như cái thân bị đau bị bệnh bị chết đó. Nhưng cái giận bóng đèn gắn bóng khác thay là trái liền, thân này chết nhưng cái hồn mình xuất ra có cảnh giới khác, phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều sao đọa nhiều ngày thảm thê. Còn mình tư giữ tâm thanh tịnh giặt vào nét bàn, tự tánh thanh tịnh là mình dây giặt vào cảnh giới bàn hư vô thanh tịnh, bất sanh bất diệt, không đến không đi, không già không bệnh không chết, đã trở về cõi hư vô thanh tịnh lành chân như bất diệt bất sanh, là kim cang bản thân, đó là mình là quần tại thế gian liền. Còn pháp môn tịnh độ đó là tôi nói thiền. Còn qua tịnh độ người tu, thầy nói khi mà chúng ta tu tịnh độ là nương vào tha lực của Đức Phật, mình không đủ sức để tu thiền thì nương vào niệm Phật để cầu tha lực nhờ Phật gia bị. Khi mà mình niệm tiếng niệm Phật là thầy là một pháp môn tu tịnh độ, vì chúng ta mê làm chẳng dứt, vì mê diệt danh lợi tình rồi kia trong tâm nó rối loạn, một tiếng niệm Phật trấn an nó để mình dẹp cái vọng tâm của mình nổi lên. Khi mà mình niệm Phật liên tục thì cái vọng tâm chừng đó biến mất, lòng ham muốn và tình dục còn nổi sanh ra đâu được, chừng đó lòng ham muốn và tình dục nó đã mất rồi. Cũng như thí dụ một cái phòng học mà học sinh nó ồn, cô giáo cầm thứ gõ bảng cái bóp để trấn áp học sinh, khi học sinh nó êm rồi cô giáo không lẽ ngầu gõ bảng hoài bóp là cái phòng học bị ồn luôn. Cái phương pháp niệm Phật như cô giáo gõ bảng, lấy cái kiến niệm Phật, cái thanh để trừ cái giọng là cái mê, mà cái thanh thì niệm Phật để trấn áp cái giọng đi. Khi mà thành Phật, cái tâm thanh tịnh rồi, tiếng niệm Phật cũng bỏ luôn, kêu là vô pháp tướng, kêu là dùng pháp để đối trị pháp. Khi người đắc pháp rồi, khắp bất khả dùng, cái đó là dùng tiếng niệm Phật để trừ cái niệm dụng tiếng thanh về mê làm dẫn dứt. Hãy thành tâm niệm tiếng niệm Phật trừ một giọng đến thanh, đến ngày dứt tâm bắn loạn là cái đó tiếng niệm Phật là phương tiện để mình trấn an thôi. Khi thành Phật không có ông Phật này niệm ông Phật nữa cơ. Khi ông Phật này thành Phật thì ông nào tâm bình đẳng, ông nào bình đẳng nhau, chứ không có ông này niệm tên ông Phật kêu hoài như mình đâu. Mình là người tập tu nhờ cái thanh của ông Phật, tên ông Phật để trừ cái giọng mê của mình. Khi mà làm tâm mình hết mê rồi, tiếng niệm Phật cũng bỏ luôn, mới trở về thanh tịnh. Chừng như cái phòng không còn tiếng của bản cô giáo nữa, cái phòng mới thanh tịnh.
chứ học trò đã thanh tịnh rồi, cái phòng không còn tiếng học sinh người cô giáo gõ bóp bóp hoài, cái phòng trở thành động luôn. Cũng như mà mình thanh tịnh rồi, mình niệm Phật hoài, mình cái tâm cũng còn động, nãy động chúng sanh, động mê, động danh, động lợi, động tình, nãy bây giờ chứ động này động Phật nè, cứ mình nói móng mình làm lành làm phước niệm Phật rồi cái tâm mình cũng động, mà cái động này động lành. Hồi nãy đám mây đen dẹp hết, tới đám mây trắng nổi lên cũng giữa bầu trời, cũng hết mây đen tới mây trắng cũng còn mây. Khi nào mình dẹp mây đen xong, mây trắng bỏ luôn, tiếng Phật bỏ lên trở về trong tất bầu trời, không còn một bóng mây nào đó. Đó là bản thanh thanh tịnh chân như, không còn một vô vi, không còn một hình bóng nào. Đó là cái tâm sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tử thành thức. Diệt phục như thị, sắc thì tử thì diệt pháp không trung, bất sinh, bất diệt, bất cầu, bất định, bất tân, bất giặc, thị cố như không trung. Đó là trụ kinh trong Bát Nhã Tâm Kinh mà Đức Phật đã thuyết 600 chữ nói về bản tâm. Bộ kinh đó nó nói về tâm. Dạ. Sắc tức thì không, không sắc, tới như không trung, không còn một hình bóng nào ở trên cục mây nào trong không trung nữa, là cái tâm mình vậy. Dạ. Tiếng niệm Phật cũng nương vào đó để trừ cái vọng, chứ không phải niệm Phật mà cầu Phật mình đổ đâu. Cầu nhờ cái thần Phật lực nương vào cái hoa danh của Phật A Di Đà để mà trừ cái vọng niệm của mình. Khi vọng niệm thanh khi hết rồi, tí niệm Phật nó cũng còn giọng bỏ luôn, mới trở về thanh tịnh, trở về thiền tâm, tịnh độ nó trở về thiền, nó chứng đắc mới thành Phật. Dạ, dạ thưa ông Sáu, con thì được biết là có rất là nhiều pháp môn, tuy nhiên tất cả pháp môn thì cũng chỉ gom về một cái lối, đó chính là cái sự giải thoát. Nhưng mà tại sao Phật lại tạo ra nhiều pháp môn như vậy mà không phải chỉ một pháp môn thôi? Con hy vọng rằng ông Sáu có thể giải thích cho con cùng với quý vị Phật tử được hiểu. Cũng như Phật nói, chúng sanh đa bệnh thì phải dùng đa phương tiện. Cũng như bây giờ cái bệnh phiền não chúng sanh đủ thứ bệnh á, 84.000 pháp môn là 84.000 phương tiện, như 84.000 cái vị thuốc để trị 84.000 phiền não. Tham thì phải bố thí, sân thì phải nhẫn nhục, mê muội thì quán lòng từ bi thương muôn loài vạn vật. Cái đó thì pháp quán để đấu chiếu, để mỗi cái pháp môn đó là 84.000 để trừ 84.000 cái trần lao phiền não của chúng sanh. Vì chúng sanh không có ai giống ai chứ, ông này bệnh này, ông kia bệnh kia, để có pháp môn này để trị ông này, ông kia bệnh khác phải pháp môn khác. Mà cái đó là nó trừ cái giọng không à, cốt cuộc là lấy thanh để trừ giọng, thuốc này để trừ bệnh kia. Khi mà bệnh con người hết rồi thuốc cũng bỏ luôn, không lẽ con người hết bệnh rồi đem thuốc ra uống hoài. Yeah. Cũng pháp môn cũng như cái phương thuốc uống, mà thuốc để trị bệnh thôi. Khi mình mê thì dùng phương pháp này để trị bệnh mê mình. Khi mình giác ngộ thành Phật rồi, mình thấy mình thanh tịnh, mình là Phật, khỏi niệm Phật nào nữa. Còn niệm là còn giọng, hết giọng trượt nãy thâm chi tới giọng Phật đó, giọng thầm phước, giọng kia cũng là giọng, tới lành dữ bỏ hết mới trở về chân như thanh tịnh. Đó mới là giác ngộ thành Phật, không còn niệm Phật nào hết. Yeah. Bản tâm như bầu trời trong sáng, không có cục mây nào, đó mới là bầu trời thanh tịnh. Còn cục mây đen, nãy mây đen, tới giờ tới mây trắng cũng là mây, bỏ mây hết đen rồi tới mây trắng bỏ luôn, mới thanh tịnh trong giác, mới là thanh tịnh chân như kiến tánh thành Phật. Đó là kiến tánh thành Phật. Yeah. Cái tánh biết của mình hàng ngày nè, mình biết đây là cái bản tâm thanh tịnh, cái thanh như lai tạng của mình đó, biết ăn biết uống biết nói biết làm, đó là bản tâm thanh tịnh đó. Mà mình giữ cái tâm thanh tịnh đó, đừng khởi phiền não, đó là mình là Phật, chỗ đó biết là Phật. Yeah. Cái tâm là chỗ biết. Dạ yeah, thưa ông Sáu, ngoài ra ông Sáu thì con thấy được cũng như là chứng kiến được nhiều cái cảnh mà những vị sư bị một người khác vu oan cho mình là một cái tội đó, nhưng mà tại sao những vị sư này lại nhận tội mặc dù là mình không có lỗi hoặc là mình không có làm mà vẫn nhận tội và cúi đầu xin lỗi ngược lại cái người mà đã gán mình vô cái tội đó? Con không biết rằng cái hạnh đó là hạnh gì và tu luyện là như thế nào, hy vọng rằng ông Sáu có thể giải cho con. Vì cái tu cái hạnh của nhà sư là cái hạnh nhẫn nhục, giờ người ta vu khóc mình không có, mình chịu để cho nó qua cái nhẫn nhục. Nếu mình nói mình còn đấu chọi là mình còn kháng cự nhau, hoặc là cái tâm sân mình nổi lên, mình thấy thân mình có bị người ta nói xe giờ vu khóc. Yeah. Mình chấp thân này có bị vu khóc, người kia vu khóc mình, thành có nhân là mình, nhân là người vu khóc, ngã là ta. Hai cái nhân ngã này là trời cười, là chúng sanh. Còn chúng sanh thọ sanh, trong kinh Kim Cang Phật có nói nhân tướng ngã tướng, chúng sanh tướng thọ giả tướng, ly bốn tướng này là Bồ Tát là Như Lai. Mình còn nhân ngã chúng sanh là thọ giả, là còn phàm phu không bao giờ thành Phật được. Nhận cái thân này giả thì nó nói gì cũng như nó. Thí dụ Phật nói này, mình đi đám giỗ á, người ta tặng bánh mình không nhận, bánh về ai? Bánh về người chủ, phải không? Dạ. Còn này người ta chửi mắng mình làm thinh nữa, về chủ nó không dính vào mình, cái tâm mình nó trống rỗng, không dính mắt vậy, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mình để đấu chọi, mình không lên tiếng là không có gì dính mắt hết.
còn lên tiếng là mình còn chấp ngã, rồi thân này còn chúng sinh là mình còn chúng sinh, mình còn chấp thân mình, chứ mình nói là mình bị quan, còn mình thấy thân này là vô thường, nó nói gì mình không chấp nhận thì nó không có dính vào mình hết, mình không dính mắt gì cái gì rồi. Dạ, như vậy là thuộc về hạnh nhẫn sáng hạnh nhẫn rồi. Mới đối trị với thầy nó phải ở nhà Phật, từ bi giả mặc áo Phật là áo nhẫn nhục, áo giáp nhẫn nhẫn, tâm như đại địa, ai cài ai xới ai chồng ai tỉa ai phun ai giờ ai ỉa ai gì cũng không bao giờ giận hờn, anh nhận như cái đại địa vậy cũng được. Còn anh như Đức Phật Quan Âm đó, người nữ mà xuất gia giả trai đi tu vô, nó là ở với nó có con, rồi đem con nó giao cũng đi xin sữa nuôi, từng ngày nhặt tép bàn để lá thơ, ông hòa thượng biết đó là giá giả trai mới thành chứng quả Phật Quan Âm chứ. Yeah, nói tôi là nữ giả trai thì rồi sao mà thành Phật được, chấp nhận hết, ai nói vô khống thì nhận chịu hết, là cái này cho qua cái nhẫn được, nhẫn cao lần nào đạo quả mới tăng quả phẩm vị của người tu, tuyệt vời quá hơn sắc. Còn mình không nhẫn được là không bao giờ thành Phật, không đức nhẫn không có, một chữ nhẫn niết bàn không xa, hành xong chữ nhẫn, đây là lời Phật dạy, Phật thầy đang dạy, hành xong một chữ nhẫn thôi niết bàn không xa, một chữ nhẫn là Phật đạo, không có tu nhiều pháp môn gì chứ, chỉ nhẫn một à. Dạ, dạ thưa ông Sáu, ngoài ra thì con được biết đó, ông Sáu, ở mỗi một con người cũng như là mỗi một quý vị á, thì sẽ có một cái số mạng cũng như là một cái bổn mạng riêng nhau khác nhau. Tuy nhiên con không biết rằng cái bổn mạng cũng như là cái số mạng mình là nghèo khó, rồi mình tu tập như vậy á, rồi mình có sửa lại được nó không ông Sáu? Có thể là thay đổi được không ông Sáu? Đây là do cái tiền căn kiếp trước, cái nhân mình hồi trước mình không bố thí, không giúp đời, mình gán keo kiệt cái bổn sản đó, mình đầu thai ra sanh chỗ bần cùng khốn khổ cha mẹ nghèo nàn. Mới sanh ra thì không có cái tả rốt đít nữa, sanh ra bệnh viện người ta sẽ xe hơi vui kỳ lên người ta rước, con nhà giàu, con quan, con vua, mà mình sanh ra nhầm nhà mà bạn sinh không có cái tả rốt đít nữa, mình nghèo khổ do cái nhân kiếp trước là mình bỏng sẻn không bố thí, đầu thai chỗ bần cùng. Mình muốn đổi nhân đó là đời này phải niệm Phật quy Phật, rồi mình niệm Phật thì nó tan biết cái nhân cũ, nó đổi quy Phật quy Pháp quy Tăng quy Tam Bảo rồi trừ tam đồ, kêu đau đồ, quả đồ, thí đồ và xa sáu miền địa ngục tam giới, là mình đổi cái nhân tốt, là mình nhân là con Phật rồi, là con Phật là sanh chỗ nào cũng là vào sau kiếp sau mình không còn bần cùng nữa, mình vào nhà Tam Bảo, nhà Phật Pháp Tăng là sanh chỗ nào con vua, con quan đại thần, con hàng công khanh, chứ không bao giờ sanh nằng bần cùng nữa, đê tiện nữa, mình phải quy Phật vào giống Phật. Phật thí dụ á, các loài chim mà con khủng hoàng á, mới khỉ nở mới lẻ khỉ mỏ ra thôi, rồi con người ta cũng cưng là chúa các loài chim á, là vua các loài chim, mới khỉ nở cũng là vua, nó là khủng hoàng. Còn con quạ nó già đầu cũng bao nhiêu cũng là con quạ. Con người không quy Phật Pháp, như con người không quy Phật Pháp là cũng như con quạ thôi. Còn người quy Phật vào dòng Tam Bảo, dòng giống Phật rồi là được mình cái đạt được hụt giống Phật, hụt thánh, là mình sanh ra người, mình có làm con Phật là nơi nào cũng giàu sang cũng phải, không bao giờ sanh nơi đê tiện nghèo hàng nữa. Đó, mình phải nhớ chỗ này nữa, mình phải quy Phật mới đổi được cái nghiệp mình được. Còn mình không quy Phật là cái nghiệp mình khó ra khỏi cái bần cùng lắm. Phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp lại hơn sáng ha. Chuyển nghiệp mới được. Dạ, phát tâm là mình tinh tấn hành lên. Phát tâm niệm Phật. Mình phải đổi nghiệp, mình phải chuyển nghiệp luôn. Nghiệp mê mình bỏ hết. Thì cái tâm mình trở lại thanh tịnh là mình con Phật thì. Dạ. Dạ thưa ông Sáu, ngoài ra ông Sáu, con thì thấy có nhiều quý vị Phật tử ông Sáu, cũng như là nhiều quý vị á, thì khi mà đến nay thì có đủ nhân duyên thì con hy vọng rằng sẽ được ông Sáu giải luôn. Có nghĩa là ông bà mình đó ông Sáu, sau khi mà mất rồi thì mình sẽ làm đám giỗ để mà cúng. Tuy nhiên sau khi mà 50-60 năm sau mình cũng vẫn làm đám giỗ, nhưng vậy thì mời ông bà về, rồi trong lúc đó thì nó ngược lại với cái đạo lý giống như là luân hồi. Hy vọng rằng ông Sáu có thể cho con được hiểu và biết không ạ? Cái này đây là thầy nói về kỷ niệm. Đám giỗ là ghi nhớ kỷ niệm, nhắc nhở cái lịch sử cha mẹ qua đời ngày đó, năm đó, để ngày cùng cúng tháng đó, để mình cúng để quy vụ của đặng chi cho cháu nội về, cháu ngoại về, anh em về đoàn tụ để biết dòng họ mình, con đó, cháu đó, để nhắc nhở cái lịch sử con cháu để nhớ đợi tông môn tổ đường không bị thất lạc. Dạ. Để thất lạc sau đó cháu ngoại cháu nội quấn lộn đi đường, không biết nhìn nhau quấn lộn, lấy nhau làm tầm bậy bạ, kêu là lộn lưng. Còn đáng nhỏ là kỹ, là ghi lại kỷ niệm, niệm là tưởng cái ngày đó ông bà cha mẹ sinh ra mình, nhớ là đẻ mấy đứa trai mấy gái gom buồn để biết dòng họ thôi.
ông bà ba qua 7-30 thất 49 ngày là đầu thai có cảnh giới đi mất rồi, không bao giờ còn trở lại ăn uống gì cái đồ cúng của thế gian. Cha mẹ qua đời thủ lễ cha trong thật những nhân gì mới đấy, hồn linh siêu thất nhẹ các bạn. Mình cúng là cúng tưởng nhớ để mình đãi người sống, chứ không có ông bà nào người chết qua 49 ngày là đi đầu thai mất rồi. Nếu người tờ phước nhiều nhiều chân cảnh đài khải móng tay về đánh chết tắt thở là Phật trước đi về Tây Phương rồi, còn hoặc là về cõi trời không phước rồi, người chết mà ác bị đọa vô địa ngục rồi còn linh hồn nào trở lại ăn uống. Đó là nói theo kinh luật, còn nói ăn uống là mình ghi nhớ lại. Như cha mẹ ăn mặn tôi nhiều biết, mình tưởng nhớ mình cúng chay để cha mẹ không bị tội lỗi, mình để cúng chay để mình thành lòng để cầu siêu cho mẹ để tăng phước đức phẩm vị ở nơi cõi cực lạc hoặc ở nơi cảnh trời hoặc ở chơi cõi đơn ngục, thì mình cầu nguyện đó cha mẹ mình được thoát khỏi chốn địa ngục. Đó là người con hiếu, chứ không phải ngày kỷ niệm xuống lại ăn nhậu rồi ca hát. Mình nói là cha mẹ ăn mình đổi thừa cha mẹ ăn mình đãi mấy bạn nhậu không, chứ đâu cha mẹ là bạn thấy miếng thịt nào mà mình vô tình vô khống làm cho cha mẹ bị mang tội rồi. Đó là cha mẹ qua đời thủ lễ chay trong thật nghĩa nhân gì mà đáng, hồn linh mới siêu thoát nhẹ cao bay. Lời của Đức Thầy dạy mình phải làm y như vậy đó, nếu mình theo đạo. Dạ, dạ, như vậy có nghĩa là ngày giỗ là chỉ là một ngày tưởng niệm nhớ, tưởng nhớ tới ông bà. Đúng và rồi. Cái ngày con cháu quây quần sum họp lại nhau chứ không phải là cái ngày đó là ông bà sẽ về với mình. Đúng rồi. Dạ, tuyệt vời quá ông Sáu ơi. Dạ, dạ thưa ông Sáu, ngoài ra ông Sáu thì một người tu là sẽ buông bỏ từ có sẽ trở thành không, nhưng mà con thấy nhiều vị từ không lại làm nên có nghĩa là đang không có chùa thì lại bắt đầu tu thì bắt đầu có chùa, cái chùa bự nữa. Như vậy thì nó có đi ngược lại với lời Phật dạy hay không ông Sáu? Để tôi nói lời đây là lời Phật tổ. Dạ. Khi ngài là con một ông vua có cung thành, có định văn điện ngọc, có vợ đẹp con ngoan, mà là ngài ở lại làm vua tôi không được sao? Mà ngài từ bỏ cung điện là danh vị chức vụ, từ bỏ vợ đẹp con ai là ngài vào rừng ngồi gốc cây cắt bỏ ái dục là lòng yêu thương đó, nữ đó, ngài vào đó tâm thanh tịnh, ngài ngồi 6 năm khổ hạnh, ngài thấy đi lạc đạo không có chứng quả, khổ kiệt quá đi không nổi, đó là lạc đạo. Cái ngài trở lại dùng bát sữa có nàng một nữ chăn bò dân cúng, và ngài xuống sông ngài tắm, ngài lên ngồi 49 ngày sau chứng quả bản tâm thanh tịnh phát quang, và ổng thề rằng nếu vào cái bát này trôi ngược dòng ngài thề đắc đạo tại thế gian 49 ngày thành Phật luôn, không có phải 6 năm đắc đạo mà khổ hạnh mà đời thành Phật nha. Cái đó là đi lầm đường. Chỉ có 49 ngày thiền định cuối cùng khi ngài nhận bát sữa ăn rồi cái thân khỏe mạnh lại bầu dưỡng rồi, ngài có 49 ngày sau chứng quả đi đó, ngày 49 ngày kết quả thành Phật. Dạ. Thế này thì dạy trung đạo là ăn cơm chứ không phải là nhịn đói, là lấy con đường trung đạo của Phật chứ không phải ngày đói khát mà thành Phật nha. Mình phải biết trung đạo là dưỡng thân này từ từ ăn cơm một bữa để giữ nuôi thân để hành đạo, chứ không phải nhịn đói mà thành Phật. Mình hiểu, đừng có hiểu lầm chỗ khổ hạnh mà thành Phật là sai cái đường chân lý của Phật. Dạ, còn về việc từ mình tu thì từ không mà trở thành có thì không là có cái được gì? Không, ông Sáu? Không là mình bây giờ không dụ, có của cải vật chất. Mình tu không á là mình bây giờ thí dụ mình là người ông đạo đi. Dạ. Mình tu không là mình từ bỏ vật chất, không ham là mình không dướng mắt vào cái là lợi rồi đó. Tình là mình phải danh đại tình phải cắt bỏ hết. Phật ngài từ bỏ danh đại tình, ngài vào ngồi gốc cây mới thành Phật nha. Bây giờ thí dụ mình có danh, mình bỏ danh luôn, có lợi bỏ lợi luôn, tình bỏ luôn, mình từ không mà mình muốn thành không, tức là mình phải như người cư sĩ Phật giáo học. Mình giờ mình không muốn nhờ của ai, mình tự làm, tự sống, tự tu, đó là mình của nhà đi buôn. Có nhiêu lợi nhiêu xài nhiêu, không thiếu nợ của đàn na tính thí, biết không? Mình là người cư sĩ, mình làm ăn mình tu giải thoát, không ai thiếu nợ. Còn người xuất gia ở chùa ăn cơm nè, áo mặc nè, thuốc men của người ta nuôi, cái chùa cũng lấy tiền của người ta cất mình ở. Yeah. Đức Phật lớn, thầy nói nè, thời này nè, Đức Phật lớn cho bự, chùa cho cao, bối rối á. Phật lớn chùa cao bối rối, thời kỳ nó chi đầu nó khiến là làm vậy để hưởng thụ. Ông đệ tử ở trong cái nhà, trong cái chỗ ở thì quạt máy nè, máy lạnh nè, ngậm niệm êm nè. Còn ông Phật đó đứng ra ngoài sân á, phơi nắng tối ngày á, đệ tử thì ở trong nhà mát. Dạ đúng rồi. Rồi ông Phật thì phơi nắng tối ngày, giấc 12 trưa ra gọi ông Phật khẩn tay luôn. Đệ tử thì ở trong mát mà ông Phật ở ngoài nắng phơi bóng tay vậy có tội không? Dạ đúng. Ông Phật mà đem ra mà nắng, hồi xưa người ta cất chùa để chánh điện thờ Phật, nhang đèn cúng dường, chứ đâu phải đem Phật ra mà sân. Mà cái thời này mạt pháp đem Phật ra mà sân phơi nắng rồi.
nó ở trong phòng lạnh nó mắc máy lạnh đủ ngủ, mà ông Phật ơi mình nắng chưa gờ phỏng tay đó, mưa xuống ướt nhẹt cái chân nó ở trong nhà đệ tử. Dạ. Rồi làm ông thầy bắt ông Phật ngồi giữ cửa. Dạ, đúng canh rồi. Chùa cho nó ngủ đó, có giờ thầy nói mạt pháp nó mới làm vậy. Dạ, như vậy là Phật giáo suy đồi nó mới làm vậy, thời cái thời mạt pháp suy đồi rồi nó mới làm đảo ngược vậy đó. Không còn tôn trọng Đức Phật nữa, mà đem để là cũng như khu du lịch để dụ người ta cúng tiền để lợi dưỡng mà sống mà thôi, chứ không còn tôn trọng Phật nữa. Dạ, có nghĩa là thời mạt pháp thì nó sẽ trở thành như vậy hay không sao? Thầy nói Phật giáo suy đồi, Đức Phật lớn chùa cao bối rối mà Phật giáo suy đồi, cái thời mạt pháp nó làm gì đó. Dạ. Nó không còn tôn trọng Phật đó, đem Phật phơi nắng. Hồi xưa tôi học tôi biết không, mình đi học không thuộc bài á, cái ông thầy giáo á bắt mình ngồi cột cờ phơi nắng là phạt cái ông đó học trò không học thuộc bài. Dạ. Bị đài ngồi phơi nắng, chứ không phải mà mình ngồi học cột cờ hãnh diện bị phạt. Bây giờ ông Phật bị phạt ngồi cột cờ phơi nắng, biết không? Rồi ông đệ tử ở trong phòng á ăn cơm ngon ở nhà mát vậy. Dạ. Mình làm ngược lại ha, ngược sao lại không? Dạ, bởi vì con thấy làm lạ cho nên ngày này hôm nay con mới hỏi ông Sáu để được hiểu à. Dạ, dạ, như vậy là mình là người tu, nếu mà hành đúng lý nhất là mình từ có vật chất sẽ trở thành không có gì hết. Như vậy tâm không, là tu vật chất không luôn, cái dạ. Gì cũng không hết, kêu là chân không. Chân không diệu hữu là cái trở dân hữu mà có, khi mình không thấy mà mình cần nó có. Cái dạ. Tâm không thấy mà mình cái khi thành Phật rồi đó, mình biến hiện từ độ có thấy, mà tả là cái tâm không chỉ không được. Mà dạ. Nó tâm cái chân không có cái diệu hữu là nó quyền di là nó có, mà mình không tả được, không nói lớn không nhỏ mà không tả hình dáng được. Như giờ luồng điện á, gắn bóng đèn là màu nó cháy màu, mà đỏ cháy đỏ, xanh cháy xanh, mà luồng điện ông bể là mất, mà ông gắn bóng khác có liền. Dạ. Cái tả luồng điện xanh màu là không phải, bóng đèn màu nó ra màu, đỏ ra đỏ vô bóng đèn, còn điện nó không có màu sắc gì hết. Cái tả linh hồn bị luồng điện. Dạ, đúng. Khi mà nó ra khỏi thân này nó lạnh ngắt, hiểu phải không? Dạ. Nó nóng là nó luồng điện trong thân mình à. Mà khi mình tắt thở rồi cái thay mình như cục đá nó lại lờn rồi. Điện dạ, nó ra khỏi là cái hồn đó. Dạ, mà giống như cần dây điện rồi. Mà nó để bình thường mình gờ vô nó cũng nguội ngắt nên nó đâu có gì đâu. Ừ. Dạ, nhưng mà gắn bóng đèn vô gờ thì hơi nóng liền. Ừ, nó cháy. Dạ. Dạ. Quá rất là hay trong ngày hôm nay đã được ông Sáu giải giúp ạ. Dạ thưa ông Sáu, ngoài ra ông Sáu thì con là một người bình thường. Con là một người dân bình thường ông Sáu. Thì con có trong người con là có tham sân si. Tuy nhiên cách nào để kiềm chế cũng như là loại bỏ bớt đi, hy vọng rằng ông Sáu chỉ đường ạ. Bây giờ mình có tham sân si, thầy dạy kêu là thầy nói là mượn hoặc ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt. Ba tiêu là cái ba phương pháp. Dạ. Ba tiêu là ba phương pháp chữa quả diệm là cái tâm nóng nảy cho tâm cho tắt, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ hờn đứa giữ chi, tức là tham sân si trong lòng mình. Ba tiêu là ba phương pháp, bố thí là trừ được tham, nó nhẫn nhục trừ được sân trong lòng mình. Si mê là mình đọc kinh sách thì mình phá huệ cái ngu mê, mình trở là người sáng suốt. Dạ. Như giới thanh định để sinh huệ thành Phật, chứ không có gì khó hết. Dạ, chỉ cần ba phương pháp đó là xong thôi. Sáu thì thanh sĩ thành Phật chứ ai đâu. Dạ, cũng khá là đơn ba giản, tiêu là nhưng ba mà cái phương pháp khá là đơn giản nhưng mà cũng khó, là khó mà hành được hay sao ha. Nói rất dễ mà mình hiểu là nó dễ, ở không hiểu nó coi nó dài dòng lắm. Dạ. Ba tiêu là ba cái phương pháp trừ tham sân si, là nhẫn nhục bố thí và trì giới. Nhẫn nhục là thứ nhất nè, bố thí trì giới để trợ độ tham sân si, trì giới để độ tham sân si, để độ ba cái tham sân si là thành Phật. Dạ. Liền tuyệt giới định huệ thành Phật luôn. Dạ. Giữ giới thành định, định pháp huệ thành Phật luôn. Dạ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn trong ngày hôm nay đã được những lời vàng ngọc của ông Sáu chỉ dạy. Dạ, con nguyện cầu chúc cho ông Sáu luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào ông Sáu nha. Dạ. Cầu chúc cho mấy người và đồng đạo được xem qua ráng hành như lời mà tôi thấy trong kinh. Đây là lời của Phật tôi đọc, tôi để nhắc nhở các đồng đạo như tôi được hành và được đắc đạo như lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.